Hello hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Lan Nu Artist nha. Và mình là Lan Nu đây. Ok, thì mình vừa mới đi học về. Đây là học chính nha. Và xíu nữa là mình còn có một buổi học chiều nữa. Và môn chiều là chính là môn tin á mọi người. Và mình đang soạn lại cái cặp để tí nữa sau giờ học thì mình sẽ đi quay video với bạn Ri nè. Và ok, mình đã soạn xong cặp rồi. Và bây giờ mình ra ăn cơm nè. Đây là buổi trưa của mình. Cho mọi người nhìn con cá nó khá là ghê ha. Còn zoom lên nữa chứ. Wow, và sau khi ăn xong thì mình sẽ ngủ một giấc và chải chuốt lại cái đầu tóc nè mọi người. Wow, nhìn nè, khá là ngố ha. Và lấy áo và miệng và cùng đi thôi. Trời ơi mọi người, mỗi lần đi gặp bạn Ria là nói chi mà nói tám chi mà tám luôn. Dạ biết, hình như có một thằng luôn. Và ta-da, mình đã tới rồi nè. Ok, sau khi học xong thì mình bắt đầu ra về dắt xe và lên đường thôi. Và lúc này mình và bạn Ri đang đi vào nhà sách để mua lọ màu trắng. Do mình thiếu màu trắng để vẽ nên là mình sẽ bắt đầu vào và mua thôi. Okila, và đã tới rồi đây. Mình đang đi vào và tới chỗ màu để tìm màu nè. Ở đây có rất là nhiều màu luôn các mọi người. Màu pastel, màu sakura koi dạng tiếp, và màu 3D, màu Maris. Rất là nhiều luôn. Và đây còn có bán cả sách vở nữa. Ok, thì đây cũng giống một cái nhà sách mà nó nhỏ mọi người. Và đây bán đây cũng khá là rẻ. Và cũng có rất là nhiều cọ luôn nè mọi người. Cọ này rất là xinh luôn ấy. Yeah, và có cả bê mấy cái book line nữa. Tụi mình đã mua xong và bắt đầu ra tính tiền. Và lúc tiền xong thì đã đi tới chỗ cà phê rồi đây. Và mình và bạn Ri bắt đầu ngồi vẽ. Mình đang vẽ tranh này nè mọi người. Nhưng mà lúc đầu thì vẽ nhìn nó khá là xinh á. Nhưng mà khúc sau thì nó khá là fail. Bạn Ri đang đi live. Và ok, đoạn này là tụi mình tám nhảm, nên là mọi người có thể coi hoặc là mọi người có thể tua nha. Nếu mà mình nghĩ là tua thì cũng không có gì hay cho video đâu. Nên là mọi người cùng coi nha, vì mình đã tua rồi và mọi người cùng thưởng thức nhạc thôi. Yeah.
thời gian mà mình thám nhãm thì thành phẩm của mình đã xong rồi đấy mọi người ơi. Và lúc này tụi mình đang đi về nè. Thì thời gian ở đây tụi mình ngồi đây tới một tiếng mấy nữa mọi người. Rồi cũng thấy tiền mà lúc mà tụi mình vẽ mọi người nhìn chằm chằm luôn. Thấy khá là ngại đấy thôi, cùng giọt về nào. Và video đến đây cũng đã gần hết rồi. Mình lúc này với bạn Thi đang đi trên đường về nên là cũng không có gì hết trơn á. Nên là cảm ơn mọi người đã coi đến đây của video này nha. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ and have a nice day.